Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay thì cái chuyện hôn nhân, chuyện làm ăn, chuyện sinh con đẻ cái nó đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của nhân loại. Nó là cái trách nhiệm cao cả của con người để duy trì loài giống, để duy trì các mối quan hệ xã hội và để duy trì cái hạnh phúc của gia đình, của xã hội. Nó là cơ sở để xây dựng nên các nền tảng đạo đức và là cái nền tảng xây dựng nên các tổ chức xã hội. Và ai cũng luôn hy vọng, ước mơ có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ai cũng mong muốn có một cuộc sống êm đềm và ai cũng mong muốn có được những đứa con ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi. Đấy. Và cũng từ bao đời nay, cái vấn đề hợp khắc trong hôn nhân và trong cái chuyện là hợp tác làm ăn cũng như trong chuyện sinh con đẻ cái cũng là một cái tâm điểm thu hút cái sự chú ý của nhiều người. Người xưa cho rằng trước khi kết hôn thì nên xem tuổi cưới nào hợp với bản mệnh của mình. Bởi lẽ vợ chồng có hòa hợp thì gì cuộc sống với nhau sau này nó mới được làm ăn phát đạt và gặp nhiều cái may mắn cũng như là sức khỏe cũng như là thành công thành danh toại và cũng tránh được những cái tai ương, những cái biến cố bất ngờ trong cuộc sống. Vậy nên là trong cái chuyện chọn tuổi hôn nhân, chọn tuổi vợ chồng, chọn tuổi sinh con đẻ cái thì nó là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng mà chúng ta phải biết, đúng không ạ? Và rất nhiều người cho rằng là tôi chọn tuổi không cần phải ấy. Và rất nhiều người vẫn còn quan niệm là tôi chọn theo tâm là chính, tôi thích tuổi nào thì tôi lấy tuổi đấy, hợp là cái duyên, ok, đúng. Nhưng mà khi mà các bạn mà lấy, ví dụ như ông Dần, tuổi Dần đúng không ạ, tuổi Dần mà lấy tuổi Thân đấy, thì các bạn hợp, tôi không biết là duyên thế nào, nhưng mà đi đâu ai cũng nói, đấy, đôi đấy Dần Thân chắc chắn là vỡ. Thì sao, điều gì xảy ra? Thì là cái tâm lý đó nó sẽ bị ám ảnh vào cuộc hôn nhân này. Và dần dần nó sẽ sinh ra những xung khắc và sẽ khiến cho cái cặp đôi này nó dễ bị tan vỡ hơn. Đó. Vậy nên là chúng ta là những người được chọn, vậy nên chúng ta có quyền chọn thì hãy chọn những cái tuổi tốt nhất cho mình để mọi thứ nó được hanh thông thuận lợi. Đó. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những người tuổi dần thì hợp với tuổi nào. Đúng không? Những người tuổi dần thì hợp với tuổi nào? Lấy tuổi nào để được may mắn hạnh phúc, lấy tuổi nào được giàu có và thành công? Và những người tuổi dần thì hợp tác làm ăn kinh doanh với những tuổi nào thì hợp? Sinh con để cái tuổi nào thì được tốt lành nhất, đúng không ạ? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, thì những người tuổi Dần ấy, những người tuổi Dần là một trong những con giáp mà đa phần là có cái tính cách mạnh mẽ, chính trực và họ coi trọng chính nghĩa. Đàn ông tuổi này bề ngoài thì cương nghị nhưng mà nội tâm lại ấm áp. Còn phụ nữ thì ngược lại, trông dịu dàng, cực kỳ yếu đuối nhưng thực tại lại là những người mạnh mẽ và độc lập. Đấy, theo quan niệm của dân gian ta có nói câu đó, lấy vợ tuổi Dần. Đấy. Những người tuổi Dần thường là những người cao số, lận đận trong chuyện tình duyên. Và có người cho rằng do họ quá thông minh, quá mạnh mẽ là cái lý do chính khiến cho những người tuổi Dần là những con giáp cao số, phụ nữ nhá. Vậy trong 12 con giáp thì tuổi Dần hợp với con nào nhất? Đâu mới là cái đối tượng kết hôn hoàn hảo của những người tuổi Dần? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết được tuổi Dần lấy 12 con giáp, lấy tuổi nào thì hợp, sinh con tuổi nào thì hợp, kết hợp làm ăn với tuổi nào thì hợp, sẽ có tất cả trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, như ở đầu tôi cũng đã giới thiệu với quý vị đấy, để ví dụ như những người tuổi Dần mà lấy những người tuổi Thân thì rơi vào diện xung khắc, đúng không ạ? Thì chúng ta phải làm thế nào? Thì trong phong thủy nó có một cái nguyên tắc là tham hợp quân xung, tham sinh kỵ khắc. Đó. Và chúng ta sẽ sử dụng cái nguyên tắc tham hợp quân xung, tham sinh kỵ khắc đó để hóa giải. Tức là ngũ hành thích đi hợp hơn đi xung, đúng không ạ? Và thích đi sinh hơn đi khắc. Và trong phong thủy nó có một cái vật phẩm phong thủy để hóa giải cái hiện tượng xung khắc giữa các cặp đôi, đó là sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân. Cái vòng tam hợp quý nhân sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải được những cái xung khắc thị phi trong công việc, cũng như là hóa giải được cái kẻ tiểu nhân hãm hại, và cũng hóa giải được những cái xung sát trong gia đình, những cái xung khắc trong gia đình, khắc khẩu ấy, khắc khẩu giữa vợ và chồng, giữa con và cái. Đó, nó sẽ giúp cho các vị có cái mối quan hệ tình cảm nó được hòa bình hơn, được bình an hơn. Bên cạnh đó, trong công việc thì khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh thì sẽ được quý nhân tam hợp nó tương trợ giúp đỡ, giúp chúng ta cái vận trình nó được hanh thông và thuận lợi. Nếu có gặp khó khăn trong công việc ấy, thì cũng sẽ được gì có người đến giúp đỡ ngay lập tức và sẽ được thuận lợi, may mắn và sẽ được công việc sẽ được hoàn thành đúng tiến độ. Đấy. Khi mà công việc hoàn thành tốt, đấy, những cái xung sát, những cái thị phi không còn thì cái tài lộc nó sẽ đến với những người tuổi Dần, với gia chủ sử dụng vòng tam hợp đó. Và cái vòng tam hợp cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng. Vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân này. Bây giờ chúng ta cùng xét về những người tuổi Dần lấy tuổi nào là hợp nhất trong 12 con giáp. Thì chúng ta biết tuổi Dần sẽ có 5 tuổi, đúng không ạ? Giáp Dần 1974, đúng không ạ? Bính Dần 1986, Mậu Dần 1998, Canh Dần 2000 và Nhâm Dần là sinh năm 1962. Đó.
Vậy thì những cái tuổi Dần này thì sẽ hợp với tuổi nào? Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chỉ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái địa chi năm sinh nhé. Địa chi tức là gì? Địa chi Dần này, Dần với tuổi nào. Còn về cái thiên can thì tôi chưa xét. Trong những video sau tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái thiên can nữa, tuổi thiên can nào lấy tuổi nào thì hợp. Đó, nó sẽ ở trong một cái video khác. Và khi kết hợp với thiên can và địa chi thì chúng ta nên chọn như thế nào để được tốt nhất. Đó. Thì đầu tiên chúng ta xét tuổi Dần với tuổi Tý đúng không ạ? Tuổi Dần là ngũ hành thuộc mộc. Dần là mộc, Tý là thủy, được thủy mộc tương sinh. Nếu mà chồng tuổi Dần mà lấy vợ tuổi Tý thì là hợp. Ví dụ như 1974 giáp Dần mà lấy 1984 giáp Tý thì là gì? Thì là hợp đúng không ạ? Đó. Còn đâu thì vị nam nhé, nam 1974, nam 1972 mà lấy 1974 thì lại cũng là gì? Cũng là không hợp. Những người tuổi Dần thì sẽ luôn ở cái thế mạnh. Những người tuổi Tý sẽ ở thế yếu hơn. Vậy nên là gì? Cặp Tý và Dần thì tuổi Dần sẽ là người quyết định, là người cầm chùm. Đấy, nếu là vợ thì chồng sẽ bị nhu nhược hơn. Còn nếu là chồng thì là hợp đạo. Đó. Vậy nên là những cặp tuổi Tý và tuổi Dần thì nói chung là hợp nhau nhé, lấy nhau được, không phạm phải cái điều gì cả và cũng sẽ khá là tốt, tùy từng trường hợp nhé. Đó, tiếp theo là tuổi Dần và tuổi Sửu. Thì Dần là thuộc mộc, Sửu là thuộc thổ đúng không ạ? Mộc thổ là gì? Là tương khắc. Như vậy nếu mà chồng tuổi Dần lấy vợ tuổi Sửu thì là hợp đạo đúng không ạ? Chồng Dần vợ Sửu là hợp đạo. Nhưng mà vợ Dần chồng Sửu thì người vợ tuổi Dần cũng sẽ là người ghê gớm và dẫn dắt chồng những người tuổi Sửu này. Và những người tuổi Sửu sẽ ở cái thế yếu hơn, ở thân cô thế cô, kể cả những cái chuyện mà hợp tác làm ăn cũng vậy. Nếu mà lãnh đạo là những người tuổi Sửu mà nhân viên là những người tuổi Dần, cấp dưới là những người tuổi Dần thì cũng sẽ là hơi nguy hiểm. Những người này thường là gì? Đè đầu cái cổ sếp. Đó. Tiếp theo chúng ta xét những người tuổi Dần lấy nhau được không? Dần lấy nhau hoặc là Dần làm ăn với nhau thì cũng được. Nó cũng không phạm cái điều gì cả. Nhưng tùy từng tuổi, có những tuổi lấy nhau tốt hơn hoặc là hợp tác làm ăn với nhau sẽ được thuận lợi hơn. Đó. Như vậy những người tuổi Dần có thể lấy tuổi Dần hoặc là sinh con tuổi Dần hoặc là hợp tác với những người tuổi Dần thì cũng là tốt đẹp. Tiếp theo chúng ta cùng xét tuổi Dần và tuổi Mão. Tuổi Dần là mộc, Mão là mộc, là hai cái bình hòa với nhau, nên là cặp đôi này lấy nhau thì cũng sẽ là ok, không vấn đề gì cả nhé, cũng rất là tốt. Đó. Không xảy ra chuyện xung khắc, không xảy ra chuyện bất hòa gì cả. Đó. Cặp vợ chồng này để âm mộc với dương mộc thì khá là hài hòa âm dương. Vậy nên là kết hợp làm ăn hay là sinh con thì cũng được bình thường, không có gì xấu nhé, không phạm điều gì cả. Tiếp theo chúng ta cùng xét tuổi Dần và tuổi Thìn đúng không ạ? Dần là mộc, Thìn là thổ thì cũng giống như tuổi Sửu. Nếu mà chồng tuổi Dần mà vợ tuổi Thìn thì là ok. Ví dụ những người Bính Dần 1986 mà lấy mộc Thìn thì là quá ngon đúng không ạ? Còn những Dần 1986, ví dụ như Bính Dần 1986 mà lấy Bính Thìn 1976 ấy, chồng Thìn ấy, thì những người tuổi Bính Thìn thường là những người yếu thế, vợ sẽ là người dẫn dắt, ghê gớm dẫn dắt đúng không ạ? Đó là những người tuổi Dần và tuổi Thìn. Thì nói chung tuổi Dần tuổi Thìn kết hợp, nếu mà là nam tuổi Dần kết hợp với nữ tuổi Thìn thì sẽ hợp đạo hơn, hợp lý hơn. Còn những người tuổi nữ tuổi Dần mà kết hợp với nam tuổi Thìn thì những người nam thì sẽ là yếu thế hơn nhé, yếu thế hơn, hay bị đè nén, hay bị gò bó, hay bị là ép buộc, hay bị ràng buộc hơn. Đó là cái lý do như vậy. Tiếp theo chúng ta xét tuổi Dần với tuổi Tỵ đúng không ạ? Dần và Tỵ thì nó là cục diện lục hại, vừa là hình vừa là hại đúng không ạ? Thì nhìn chung nếu mà tuổi Dần với tuổi Tỵ nó rơi vào cục diện tương hình ấy. Tương hình thì nhìn chung là những người phạm vào cục diện này thì thiếu tính tự chủ. Cái cặp đôi này đấy, thiếu tính tự chủ, thiếu cái sự quyết đoán và không thể độc lập giải quyết các vấn đề của bản thân. Đấy, tính tình thì của cặp đôi này, hai vợ chồng này thì khá là hấp tấp, khá là vội vàng, cố chấp, nên là khó có thể kiềm chế được mình trước mọi cái tình huống khó khăn éo le. Chính vì thế mà những người tuổi này thì khi mà kết hợp làm ăn với nhau hoặc là kết hợp lấy nhau thì cũng gặp nhiều khó khăn. Sinh con cũng vậy, nó sẽ gây trắc trở cho bố mẹ. Bên cạnh đó thì nó lại là cục diện lục hại nữa, đúng không? Dần và hợi lại là Dần và Tỵ lại là lục hại nhau. Thì người xưa quan niệm rằng cái cặp lục hại này thì hôn nhân lục đục, nó khó có thể bền vững được. Và vợ chồng lấy nhau thì thường xuyên là cãi cọ, đúng không? Khi mà hợp tác làm ăn thì cũng xảy ra những tranh đấu, những tranh chấp về quyền lợi, về cái chức vụ vân vân, thì cũng làm cho cái cuộc sống, làm cho cái công việc tiến triển cách không tốt. Thậm chí là có nhiều trường hợp còn khiến cho kinh doanh bị thất bát, bị thua lỗ và bị tán gia bại sản đấy. Và nhiều khi thì còn sát hại lẫn nhau nữa cơ, nó nguy hiểm như vậy. Vậy nên là cặp Dần và Tỵ thì nó là cặp xấu, không nên lấy nhá. Nhưng mà tùy trường hợp, ví dụ Bính Dần mà lấy Kỷ Tỵ thì lại ngon. Đấy, cái đó tại sao lại hay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị ở các bà và các bạn nhé, là về sau cái thiên can này, chọn theo thiên can thì quý vị lại biết tại sao là Dần và Tỵ lại là cặp đôi hoàn hảo đó.
Tiếp theo là gì? Chúng ta xét tuổi Dần và tuổi Ngọ. Dần và Ngọ thì được tam hợp. Tam hợp Dần Ngọ Tuất, đúng không ạ? Những người tuổi Dần lấy những người tuổi Ngọ thì nói chung là cũng hợp, tốt, đúng không ạ? Các cụ nói rồi, đúng không? Cứ cách nhau 4 năm, 3 năm, 1, 2, 3 đến năm thứ tư lấy thì là được tuổi, được tốt. Những con giáp mà thuộc bộ tam hợp thì nó nằm trong cái mối quan hệ làm ăn hay vợ chồng hoặc là con cái thì đều được thua suôn sẻ, hanh thông và cùng có mục tiêu, cùng lý tưởng và giúp đỡ lẫn nhau để dễ dàng tiến tới cái cuộc thành công lớn hơn. Đấy. Trong thời gian này thì những người tuổi Dần và những người tuổi Ngọ thì là hợp nhau nhé, lấy nhau được. Đấy. Nhưng mà nó chỉ được bán tam hợp thôi, Dần và Ngọ. Thiếu ông Tuất nữa, thiếu ông Tuất, đúng không? Vậy nên để bổ sung thêm cái mối quan hệ để nó được hoàn hảo hơn thì người ta sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất, đúng không? Để luôn mang theo quý nhân bên mình. Những người tuổi Dần và tuổi Ngọ sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để mang được cái quý nhân tam hợp bên mình, giúp trợ vận hộ thân, giúp cho vận trình nó được thuận lợi và may mắn hơn. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Dần và những người tuổi Ngọ thì có được quý nhân tương trợ giúp đỡ thường xuyên và tránh được những khung xung khắc, tránh được những thị phi không đáng có. Đó. Tiếp theo chúng ta xét tuổi Dần và tuổi Mùi. Tuổi Dần và tuổi Mùi thì tuổi Dần là thuộc mộc, Mùi thuộc thổ, đúng không ạ? Mộc khắc thổ. Như vậy mà những người tuổi Dần mà lấy những người tuổi Mùi thì là cũng là gì? Cũng là nếu mà nam tuổi Dần nhé mà lấy nữ tuổi Mùi thì là hợp đạo. Ví dụ như những bạn 1986 mà lấy 1991 Tân Mùi chẳng hạn thì là hợp đạo. Đấy. Thì là gì? Vợ chồng làm ăn thì cũng sẽ được thuận lợi và hanh thông. Công việc thì nó cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió. Vậy nên là cái cặp này cũng là nó không vấn đề gì cả. Nhưng trong trường hợp mà chồng Mùi vợ Dần thì vợ Dần là những người ghê gớm đánh đá, đâm ra những cái chuyện tranh cãi trong cái nhà thì rất khó có thể kiểm soát được. Vậy nên là các bác nào, ví dụ bác nào 1978 Mậu Ngọ mà lấy 1986. Ví dụ như bác nào 1979 Kỷ Mùi mà lấy 1986 là Bính Dần nha. Nữ Bính Dần thử xem. Chắc chắn là cũng có nhiều chuyện hay để mà bàn, đúng không ạ? Trong trường hợp tuổi Dần với tuổi Mùi ấy thì quý vị cũng nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Những người tuổi Dần sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất. Còn những người tuổi Mùi ấy sẽ sử dụng cái vòng tam hợp là Hợi Mão Mùi để hóa giải. Đấy, trong công việc làm ăn kinh doanh cũng vậy. Kết hợp như vậy thì chúng ta nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để nó hóa giải những xung khắc thị phi, nó hòa giải những cái bất đồng trong cuộc sống. Từ đó thì sẽ giúp hòa hợp hơn và công việc nó sẽ được hanh thông thuận lợi. Đó. Đó là những người tuổi Dần lấy tuổi Mùi. Tiếp theo tuổi Dần mà kết hợp với tuổi Thân thì sao? Đó. Dần và Thân nó vừa là xung lại vừa là hình, vừa là xung vừa là hình. Đó. Nên là gì? Trong cái công việc những người tuổi Dần và những người tuổi Thân nó dần cặp tới hình xung. Nên là các cụ khuyên là gì? Dần Thân tị hợi tới hình xung, tránh không lấy. Đúng không ạ? Và trong công việc cũng vậy. Nếu mà cái cặp này mà kết hợp với nhau thì cũng sẽ không tốt. Nó rơi vào cặp tứ hình xung ấy thì cái tính cách nó thường là trái ngược nhau, nó trái ngược hoàn toàn về tính cách, hoàn toàn về cái quan điểm sống và hoàn toàn về cái phong cách sống. Cái điều này nó có thể hiện qua những cái lần là khắc khẩu, những cái lần cãi vã hay là những cái bất đồng quan điểm dẫn đến là cái chuyện là cãi vã hoặc là từ cái cuộc sống cũng như là từ xã hội hoặc là từ cái công việc làm ăn, công việc kinh doanh nó cũng không được tốt nếu mà hai tuổi này kết hợp với nhau. Bên cạnh đó lại gặp cục diện tương hình nữa, vừa xung vừa hình. Thì nhìn chung nó, trong thời gian này thì nếu mà hai người mà kết hợp với nhau ấy, thì là thường là gì? Thiếu đi cái sự tự quyết, thiếu đi cái sự tự chủ và không thể độc lập giải quyết vấn đề của bản thân. Tính cách thì thường là hấp tấp hơn và hay vội vàng, hay cố chấp ấy. Nên là khó kiểm soát được cái tình hình, khó kiểm soát được cái tình huống và khó kiểm soát được cái cục diện. Chính vì vậy mà các cặp đôi này ấy, kết hợp làm ăn kinh doanh hoặc là đẻ con, sinh con đẻ cái cũng sẽ gặp phải những khó khăn nhất định trong cuộc sống. Vậy nên là cặp đôi này thì khuyên là không nên đến với nhau nhé, cũng không nên kết hợp làm ăn với nhau. Đó. Nhưng mà trong một số trường hợp đặc biệt thì lại kết hợp được nhé. Thì tôi sẽ chia sẻ sau ở những cái phần sau. Ví dụ những người tuổi Canh Dần chẳng hạn thì lại rất hợp với những người tuổi Thân. Đó. Tiếp theo là chúng ta xét đến tuổi Dần và tuổi Dậu, đúng không ạ? Tuổi Dần và tuổi Dậu. Dần và Dậu thì Dần thì tuyệt là Dậu, đúng không ạ? Dậu tuyệt là Dần, Dần tuyệt là Dậu. Vậy nên là cái con giáp này nó rơi vào đất tứ tuyệt, đúng không ạ? Thì có 4 con giáp trong 12 con giáp khi gặp nhau sẽ kìm hãm cái sự phát triển của đối phương. Cái cuộc sống sẽ gặp nhiều cái khó khăn, nhiều bệnh tật. Đấy. Trong công việc thì cũng khó có thể phát triển được. Cái tài vận thì nó kém phát triển, tình duyên thì lận đận, có thể gì khắc đến tính mạng, rất là nguy hiểm. Đó. Vì cái tứ tuyệt ấy, thì nó thường mang đến cái vận xui cho các cặp đôi và nó thường được sử dụng để tránh khi mà chúng ta xem tuổi vợ chồng hoặc là tránh khi mà chúng ta kết hợp làm ăn với nhau, tránh mà khi chúng ta thì lấy nhau hoặc là đẻ con sinh con đẻ cái. Vậy nên những người tuổi Dần và những người tuổi Dậu thì cũng không nên lấy nhau nhé, nó sẽ phải đứt tứ tuyệt.
đó. À, trong trường hợp mà những người tuổi Dần và những người tuổi Dậu mà lỡ mà phạm phải mà lấy nhau rồi hoặc là kết hợp làm ăn với nhau thì chúng ta cần hóa giải đúng không ạ? À, trong trường hợp mà những người tuổi Dần mà lỡ kết hợp với những người tuổi Dậu thì để hóa giải đi thì các bạn hãy sử dụng cái bộ tam hợp quý nhân. Cái vòng tam hợp quý nhân là những người tuổi Dần sẽ sử dụng là vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất. Còn những người tuổi Dậu sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu để hóa giải những xung khắc, hóa giải những cái trắc trở đi. Đó. Và trong 12 con giáp, nhưng mà các bạn ấy khi mà các cặp đôi mà thường xảy ra những cái chuyện mâu thuẫn, những tranh cãi không đáng có mà trong cuộc sống vợ chồng thì khó có thể tránh khỏi được. Vậy nên các bác nào mà hay bị khắc khẩu với chồng với con ấy thì cũng nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải nhé. Tùy theo từng tuổi, ví dụ tuổi Tý, tuổi Thân Tý Thìn thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn. Tuổi Dần Ngọ Tuất thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất. Cái tuổi Tị Dậu Sửu thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu. Còn cái tuổi Hợi Mão Mùi thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi nhé. Đó. Đó là cái cặp Dần và Dậu, như vậy Dần tuyệt là Dậu, Dậu tuyệt là Dần, không nên kết hợp với nhau. Tiếp theo cái tuổi thứ 11 đó là Dần và Tuất. Dần và Tuất được bộ bán tam hợp là Dần Ngọ Tuất. Thì cái bộ bán tam hợp này thì những con giáp này có mối, nếu mà kết hợp làm mối quan hệ vợ chồng hay là làm ăn với nhau hoặc là sinh con đẻ cái sẽ được suôn sẻ hanh thông. Vì những người này thì có chung mục tiêu, cùng chung lý tưởng nên là rất dễ dàng tiến đến cái thành công. Vậy nên tuổi Dần và tuổi Tuất là tuổi cực kỳ đẹp. Đó, nên là quý vị nếu mà được kết hợp tuổi này làm ăn thì cũng sẽ rất là tốt. Đó. Đó là cái tuổi thứ 11, đúng không? Tuổi thứ 11. Mà trong trường hợp những người tuổi Dần và tuổi Tuất thì nó mới được cục diện là bán tam hợp, thiếu ngọ. Vậy nên là tuổi Dần mà kết hợp với tuổi Tuất thì cũng nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để có đủ được cái bộ ba tam hợp. Khi đó thì công việc sẽ được thuận lợi và hanh thông hơn. Và khi gặp khó khăn trong công việc, trong cuộc sống thì sẽ có quý nhân tương trợ giúp đỡ kịp thời, giúp cho những người tuổi Dần, những người tuổi Tuất, cặp đôi Dần Tuất hoặc là những đối tác Dần và Tuất sẽ được suôn sẻ thuận lợi và sẽ được hanh thông hơn. Đó. Đó là tuổi Dần và tuổi Tuất. Và cặp cuối cùng ta xét đó là cặp Dần và Hợi, đúng không? Dần và Hợi. Thì Dần và Hợi nó là cục diện nhị hợp, nó là lục hợp. Đấy. Các cặp đôi mà thuộc cặp lục hợp này thì nói chung là khá là ăn ý với nhau. Đấy. Trong 12 con giáp thì có 6 cặp đôi là hợp nhau, nó sinh cho nhau, được coi là cái mối quan hệ tốt đẹp. Đấy, các cặp thuộc lục hợp thì nếu mà tạo thành một đôi hoặc là tạo nên mối quan hệ hợp tác kinh doanh làm ăn thì sẽ gặp nhiều cái may mắn trong công việc, hạnh và gì? Nếu mà cưới nhau thì sẽ được may mắn và hạnh phúc trong hôn nhân, sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Đó, đó là cặp Dần và Hợi. Như vậy Dần và Hợi cũng là một trong những cái cặp tốt. Nếu mà các bác tuổi Dần mà sinh con tuổi Hợi hoặc là kết hợp làm ăn với người tuổi Hợi hoặc là lấy vợ tuổi Hợi thì sẽ rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ví dụ như 1983, các bạn 1983 mà lấy 1986 thì sao? Thì sẽ rất là đẹp. Đó. Hoặc là 1986 lấy 1995 thì cũng rất là hợp. Đó. Đó là những cặp đôi mà những người tuổi Dần nên kết hợp. Đấy, thưa quý vị, như vậy là những người tuổi Dần ấy, thì sẽ có kết hợp được với những tuổi sau. Đầu tiên là tuổi Tý, đứng số 1 đúng không ạ? Thứ hai là tuổi Sửu. Thứ ba là tuổi Dần. Thứ tư là tuổi Mão. Thứ năm là tuổi Thìn đúng không ạ? Thứ sáu là tuổi Ngọ. Thứ bảy là tuổi Mùi. Thứ tám là tuổi Tuất. Và thứ chín là tuổi Hợi. Đây là 9 con giáp mà những người tuổi Dần có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh cũng như là gì sinh con đẻ cái, và những tuổi này thì rất là hợp. Bên cạnh đó thì trong các tuổi này thì sẽ có 3 tuổi cực kỳ hợp, đó là tuổi gì? Tuổi Ngọ là một này, là tuổi đầu tiên này, đúng không? Được tam hợp này. Thứ hai là gì? Tuổi Tuất là tuổi thứ hai và tuổi Hợi là tuổi thứ ba. Đây là 3 tuổi tốt nhất mà những người tuổi Dần nên kết hợp trong chuyện làm ăn, kinh doanh cũng như là sinh con đẻ cái. Nếu mà những người tuổi Dần mà ví dụ Bính Dần 1986 mà đẻ con năm 2019 là năm Kỷ Hợi thì cũng sẽ rất là đẹp. Đó. Hoặc là gì? Bính Dần 1986 mà đẻ con năm 2014 là tuổi Giáp 13 là Giáp Ngọ thì cũng rất là hợp. Rất là đẹp. Đó. Vậy nên là nếu mà quý vị biết trước cái điều này, quý vị chọn ra tuổi hợp để sinh con đẻ cái để hợp tác làm ăn thì cũng sẽ rất là tốt. Đó. Và tránh những cái tuổi xung khắc ra để mang lại được cái lợi lộc, được cái may mắn cho mình. Bên cạnh đó thì khi quý vị gặp trường hợp xung khắc, ví dụ cặp Dần Thân chẳng hạn, Dần lấy Thân hoặc Dần lấy Hợi, đúng không ạ, thì nó bị hình hại. Dần lấy Thân thì bị gì? Xung hình. Hoặc Dần lấy Dậu thì bị vào đất tuyệt, tứ tuyệt, đúng không ạ? Thì những trường hợp đó thì các bạn nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải những xung khắc. Tại vì rơi vào những cái cặp đôi đấy, rơi vào những cái trường hợp này thì kiểu gì nó cũng xảy ra những chuyện xung khắc, cãi vã, tranh cãi liên miên trong cuộc sống.
và khiến cho quý vị bế tắc trong cái công chuyện kinh doanh làm ăn, cũng như là bế tắc trong chuyện vợ chồng, không muốn về nhà nữa, đúng không ạ? Hoặc là sinh con đẻ cái vào những cái tuổi mà xung khắc này thì nó cũng thường là bướng hơn, nó thường bướng hơn. Không phải là nó hư đâu, mà là do cái khí của bố mẹ nó tạo nên cái đứa con như vậy, tạo nên cái môi trường như vậy để cho thành đứa bé nó trở thành như thế. Vì vậy nên là gì, quý vị, ngoài cái cách là chăm sóc, đào tạo chăm sóc con gái, nuôi dạy con, học nuôi dạy con đi, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì cũng nên là mang theo mình một cái vòng tam hợp quý nhân để giúp mình hóa giải được những xung khắc đó. Đó. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những người tuổi Dần thì hợp với tuổi nào. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.